Ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 3 đối với Quỳnh Hữu Nhân, 34 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bị cáo buộc tội cướp tài sản. Tại phiên tòa hôm nay, Nhân tiếp tục kêu oan cho rằng, ngày 17 tháng 4 2016, Nhân đang chở thuê mía ở Kiên Giang, chứ không tham gia cướp với Trần Văn Rồi ở Hậu Giang như cáo buộc. Đa số các nhân chứng đều khẳng định, ngày 17 tháng 4 2016, Nhân đang chất mía ở Kiên Giang, đến khoảng 14 giờ đến 15 giờ mới bắt đầu chạy ghe đi nhà máy đường Việt Thanh ở Hậu Giang. Cụ thể, ông Phạm Văn Lương nói rõ, chuyến mía của Nhân bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 âm lịch đến chiều 11 tháng 3 âm lịch, Nhân mới chạy ghe đi. Khi được tòa hỏi vì sao biết rõ ngày tháng thì ông Lương cho biết có sổ ghi nhân công vác mía nên biết rõ. Tương tự, ông Dương Hoài Sơn cũng khẳng định khoảng 3 giờ chiều 17 tháng 4 2016, tức 11 tháng 3 2016 âm lịch, Nhân đóng tiền bến cho ông rồi mới chạy ghe đi. Đặc biệt là vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Nam và Phạm Thị Thu Hương thuê Nhân chở mía đã làm tờ tường trình nhờ các nhân chứng khác tên xác nhận ngày 17 tháng 4 2016, Nhân đang chở mía ở Kiên Giang nhằm gỡ tội cho Nhân. Tại phiên tòa, bà Hương cũng đã nộp sổ ghi chép gốc cho tòa xem xét. Nhân chứng Sơn và Lương cũng cho biết có đối chiếu lại lịch Dương đúng mấy ký tên vào tường trình. Còn nhân chứng vác mía thuê khác cũng cho biết có thấy Nhân ở bãi mía khoảng 3 giờ chiều mới rời đi, nhưng không nhớ ngày tháng năm. Ông Lê Bá Dõng khai có quen biết Rồi, vì Rồi là học trò, ông cũng không thấy Rồi đi với ai. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.